Hệ tiết niệu. Hệ tiết niệu gồm có hai thận và các đường dẫn nước tiểu ngoài thận. Nhu mô thận gồm hai khu vực là vùng vỏ thận và vùng tủy thận. Vùng vỏ thận có các khối hình cầu sẫm màu là các tiểu cầu thận. Xung quanh tiểu cầu thận là các đoạn ống cắt ngang gồm hai loại là ống gần màu đỏ, lòng ống gần như đặc và ống xa sáng màu hơn, lòng ống rõ. Vùng tủy thận là nơi không có tiểu cầu thận, gồm có hai khu vực là tháp Ferenc và tháp Malpighi. Tháp Ferenc hay tia tủy gồm các đoạn ống cắt dọc xếp song song với nhau và xen kẽ với vùng vỏ. Các ống này thuộc các đoạn của ống sinh niệu là ống cóp, thành là biểu mô vuông đơn, sáng màu, lòng ống rõ. Ống trung gian thành là biểu mô lát đơn, các tế bào dẹt. Đoạn thẳng của ống gần và đoạn thẳng của ống xa. Tháp Malpighi không ở gần các tiểu cầu thận, chỉ gồm các ống cắt ngang hay cắt chéo. Tháp Malpighi không có trong vi trường này. Ở độ phóng đại lớn hơn, có thể phân biệt rõ các đoạn của ống sinh niệu thuộc vùng vỏ. Tiểu cầu thận là khối hình cầu lớn, chính giữa tiểu cầu là một khối gồm nhiều loại tế bào, đó là chùm mạch Malpighi. Xung quanh chùm mạch có một khe sáng, đó là khoang Bowman. Ống gần có số lượng lớn, sẫm màu, lòng ống không rõ. Ống xa ít hơn ống gần, lòng ống rõ, thành ống sáng màu. Ranh giới tế bào khá rõ. Vết đặc là một phần của ống xa nơi tiếp xúc với tiểu cầu thận. Biểu mô khá dày, dày đặc các nhân tế bào hình trứng. Quan sát ở độ phóng đại lớn, có thể thấy rõ từng thành phần của tiểu cầu thận. Lập bên ngoài khoang Bowman là một biểu mô lát đơn tạo nên lá ngoài của bao Bowman. Biểu mô này đứng trên màng đáy. Màng đáy này định ra ranh giới của tiểu cầu thận. Tháp Malpighi là nơi không hề có tiểu cầu thận. Thành phần dễ quan sát nhất là các ống góp và ống nhú. Chúng là những ống lớn, thành là biểu mô vuông hay trụ đơn. Các tế bào sáng màu, ranh giới tế bào rất rõ, lòng ống rộng và rõ ràng. Bên ngoài các ống góp, ống nhú là các mao mạch và các ống trung gian. Thành mao mạch thấy rõ nhân tế bào nội mô sẫm màu nhưng không thấy bào tương tế bào. Trong lòng mao mạch có hồng cầu. Ống trung gian lại được tạo bởi biểu mô lát đơn, nhân tế bào khá lớn, sáng màu hơn nhân tế bào nội mô. Có thể thấy bào tương của tế bào khá mỏng. Niêm mạc bàng quang. Điểm đặc biệt của niêm mạc bàng quang là biểu mô phủ thuộc loại biểu mô chuyển tiếp, hay còn gọi là biểu mô đa diện tầng. Biểu mô gồm có nhiều hàng nhân tế bào, các tế bào đều đứng trên màng đáy. Tế bào lớp bề mặt có hình vợt khi bàng quang xẹp sẽ chuyển thành dạng dẹt mỏng khi bàng quang căng giãn. Bên dưới biểu mô là mô liên kết của lớp đệm.